chúng ta sẽ dành cho nhau một nụ hôn. Vâng, trước khi là nụ hôn này được diễn ra, có nghe thấy chú rể chịu khẽ nói rằng gấp gì anh lấy được nàng để anh mua anh bắt chàng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ ấn nguyệt cho nàng rửa chân. Và cô dâu Triệu Nương cũng từng đáp lại chú rể rằng anh nghe trăng tròn đẹp nhất đêm rằm mà tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn. Và để minh chứng cho những lời yêu thương vô cùng ngọt ngào đó, xin mời cô dâu chú rể quay lại với nhau. Đợi đi. Và nụ hôn này là nụ hôn được sự cho phép của các khách quý, được sự cho phép của chính quyền địa phương và hai bên gia đình. Cho nên đây là một nụ hôn rất là đàng hoàng, chúng ta không được vội vàng đâu ạ, rất thoải mái. Vâng, ngày xưa chúng ta có một cái kinh nghiệm rất là quan trọng rằng nếu mà chú rể mà hôn vào má phải của cô dâu thì sẽ sinh 5 đứa con gái, mà nếu hôn vào má trái của cô dâu thì sẽ sinh 5 đứa con trai, và nếu mà hôn vào bờ môi ngọt ngào nhất của cô dâu thì sẽ sinh một gái và một trai. Đó là do chú, cô dâu chú rể và lựa chọn. Trước khi hôn, chúng tôi xin hỏi chú rể có biết bộ phận nào mềm mại nhất của cô dâu không ạ? Chính xác luôn, chú rể chúng ta rất là tuyệt vời, rất là kinh nghiệm. Đó chính là eo. Xin mời chú rể đặt hai tay vào eo ạ, bộ phận rất là mềm mại của cô dâu. Xin hỏi cô dâu có biết bộ phận nào cứng cứng của chú rể không ạ? Cô dâu ơi, vai ạ. Chính xác luôn, chúng tôi tưởng là cô dâu nói nhiều bộ phận khác, nhưng rất may cô dâu vẫn nói là vai. Chính xác rồi, vai chính là bộ phận cứng cáp nhất của chú rể, sẽ là điểm tựa trong suốt cả cuộc đời này của cô dâu. Vâng, cô dâu, chú rể đã biết bộ phận nào cứng, bộ phận nào mềm rồi. Xin mời cô dâu đã hai tay lên ở vai của chú rể. Và nụ hôn sẽ được diễn ra khi MC đếm từ 1 đến 3, và nụ hôn chỉ kết thúc khi MC đếm được từ 5 đến 1. 1, 2, 3, xin mời. 5, 4, 3, 2, 1,5. Mai Quý Vy ơi.